Hoa viên Nghĩa Trang là loại hình bất động sản khá mới mẻ gần đây được nhiều nhà đầu tư quan tâm với nhiều công trình văn hóa độc đáo, tiểu cảnh, cảnh quan. Không gian xanh tạo nên khung cảnh yên bình. Đây không chỉ là nơi cho những người đã khuất mà còn là nơi giúp người thân của họ cảm thấy được sự tĩnh lặng, thanh tịnh. Hoa viên Nghĩa Trang là khu đất chôn cất người đã khuất, được quy hoạch, đầu tư bài bản về không gian, hạ tầng, tạo khuôn viên cảnh quan đẹp, các công trình kiến trúc tâm linh, công viên. Hồ nước, mô hình bất động sản Hoa viên Nghĩa Trang này tạo một nơi có vẻ đẹp thanh bình, sạch sẽ, khang trang, mang một cái nhìn khác về nơi yên nghỉ của những người quá cố. Hoa viên Nghĩa Trang, bất động sản tâm linh cho người đã khuất. Đối với bậc sinh thành, khi còn trẻ họ luôn khao khát mang lại cuộc sống đủ đầy, an yên cho gia đình, con cái. Khi về già, họ ngày càng hiểu rõ vòng tuần hoàn, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi. Hy vọng con cái sau này có thể báo đáp công ơn và thể hiện lòng hiếu kính. Tiễn đưa cha mẹ về cõi vĩnh hằng một cách chu toàn, luôn được hương khói và chăm sóc quanh năm. Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà đời sống người dân ngày càng cao, họ sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để tìm được nơi an nghỉ có phong thủy tốt cho người thân đã khuất. Bởi hầu hết người Việt Nam đều quan niệm rằng, nếu chọn được vị trí có phong thủy tốt, vượng khí để xây dựng mộ phần sẽ giúp con cháu ngàn đời được bình an, hạnh phúc và có nhiều tài lộc. Do vậy, nhu cầu được tìm kiếm các khu đất đẹp để chôn cất người thân đã qua đời ngày càng tăng. Xu thế đầu tư bất động sản công viên Nghĩa Trang. Trước đây, người dân chỉ tìm mua đất Nghĩa Trang khi gia đình có tang sự, thường diễn ra vội vàng, gấp gáp, đôi khi không có sự chọn lựa. Ngày nay, lo ngại việc khan hiếm đất chôn cất, mong muốn chọn đất Nghĩa Trang gần khu vực trung tâm thành phố có phong thủy tốt để tiện về thăm viếng, chăm sóc. Nhiều người có xu hướng tìm kiếm từ sớm, việc này không còn được coi là điềm báo xấu, phản ánh tâm lý tiêu cực nữa, mà ngược lại được đón nhận một cách nhẹ nhàng, tích cực hơn. Như một sự chăm chút và gìn giữ truyền thống gia đình. Đối với nhiều gia đình, mộ gia tộc còn có ý nghĩa quan trọng khi những người con thành đạt muốn chuẩn bị cho ông bà. Cha mẹ mình có được sự an tâm, tự hào về chuyện mồ mả gia tiên yên bề, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, dòng tộc. Kinh doanh đầu tư bất động sản công viên Nghĩa Trang. Kinh doanh đầu tư bất động sản công viên Nghĩa Trang, đặc biệt là khu mộ gia tộc được giới đầu tư quan tâm bởi nhiều lý do. Về yếu tố chính sách, việc giải tỏa các nghĩa trang trong khu vực dân cư và việc hạn chế cấp giấy phép nghĩa trang đã khiến nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu càng tăng. Nhằm tránh việc bị di dời liên tục, đa số người mua đầu tư nghĩa trang đều nhắm đến các vùng đất có khoảng cách đủ xa trung tâm thành phố nhưng lại kết nối giao thông thuận tiện. Lý do thu hút đầu tư bất động sản nghĩa trang, mặc dù là thị trường ngách, bất động sản nghĩa trang lại trở nên thịnh hành những năm trở lại đây. Lý do thu hút các nhà đầu tư cho loại hình bất động sản tâm linh Hoa viên Nghĩa Trang này bao gồm 3 ưu điểm chính: mặt hàng trao đổi đầy đủ giấy tờ pháp lý. Bởi vì tính đặc thù sở hữu sử dụng của đất nền Hoa viên Nghĩa Trang là phải cố định, không nên di chuyển, nên các nhà đầu tư được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài cho toàn dự án. Chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận cao, cơ bản bất động sản Hoa viên Nghĩa Trang đã gần như được hoàn thiện mọi mặt trước khi mở bán và có mức giá rất phù hợp. Do nguồn cung khan hiếm nên qua mỗi năm lợi nhuận sẽ tăng trưởng liên tục trung bình khoảng 50% trên năm. Ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư Hoa viên Nghĩa Trang. Điểm đặc biệt nhất của loại hình này chính là bạn không cần phải hiểu quá nhiều các khái niệm kinh tế. Và tính thanh khoản của sản phẩm này vô cùng tốt vì nhu cầu sở hữu và sử dụng luôn rất cao. Đó cũng là lý do vì sao thị trường này luôn hoạt động nhộn nhịp. Những thông tin nóng hổi sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin mời quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.